nhân danh cha và con và thánh thần amen cui xin chúa sang soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm xin chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn chúa amen nữ vương của sự khôn ngoan cầu cho chúng con kính chào quý cụ quý bà và quý anh chị em thân mến trong chúa kitô quý vị đang nghe chương trình đặc biệt hỏi câu hỏi trả lời sống đạo của trên kênh youtube lời yêu thương của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chúa miền hải ngoại kính thưa cuối cùng bạn chị em câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay là kính chào cha thưa cha con muốn hỏi con có người bạn chị ấy không có đạo và chị đã có một đời chồng trước cũng không có đạo nhưng đã ly dị 15 năm trước, người chồng đó đã có vợ khác. Còn chị thì lấy anh chồng sau này anh có đạo và anh không bị ngăn trở gì hết. Anh còn độc thân chưa vợ và không bị ràng buộc về phép hôn phối vì anh chưa làm phép hôn phối với ai. Nhưng anh và chị cũng không có phép hôn phối vì chị không theo đạo, nhưng vào tháng trước À, vào tháng trước chị bệnh nặng trên giường bệnh chị ước ao theo đạo và chị đã được rửa tội rước mình thánh chúa và chịu các phép bí tích nhưng lúc cha rửa tội cho chị thì điện thoại của cha reo lên và cha ngừng bí tích lại và nói chuyện điện thoại xong cha ban bí tích tiếp vậy cha cho con hỏi vậy các bí tích à, vậy các bí tích đó có thành trước mặt thiên chúa không và chị có được uh, chúa tha thứ vì ở với chồng không có phép hôn phối không và thưa cha cho con hỏi mỗi khi con đi dự thánh lễ đến đoạn cha dưng mình thánh và máu thánh xong cha cầu nguyện cho các thánh cùng thông công thì con hay thầm cầu nguyện xin hợp ý với cha cầu cho linh hồn người thân của con và các linh hồn cha ơi vậy chú có nhận lời cầu nguyện của con không con kính xin cha giải đáp cho con con cảm ơn cha nhiều con kính xin chúa thánh thần ban nhiều ơn cho cha con kính chào cha thưa cha con quên cho cha biết là chị bạn con được rửa tội Lãnh nhận các bí tích và rước mình Thánh Chúa được hai tuần Thì chị bạn con qua đời rồi cha Con kính chào cha à, Kính thưa chị, à, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi à, Tôi đọc hơi bị vấp một chút Là bởi vì rất nhiều quý vị khi uh, viết uh, các câu hỏi Quý vị không có viết dấu, không có đánh dấu Cho nên là uh, tôi vừa đọc tôi vừa phải đoán nữa Cho nên vì vậy có hơi vấp váp À, xin quý vị cũng thông cảm và lượng thứ cho. À, thứ nhất là câu hỏi rằng à, trong lúc uh, cha rửa tội cho chị thì điện thoại của cha kêu cho nên cha ngừng lại để cha nghe điện thoại. Rồi sau đó cha tiếp tục uh, ban uh, cử hành bí tích rửa tội. Vậy bí tích này có thành hay không? À, à, xin thưa rằng à, không biết rằng cái cuộc gọi đó nó có cấp thiết gấp gáp lắm không? À, mà cha phải nhắc điện thoại thì tôi thấy rằng riêng cá nhân tôi thì tôi thấy rằng cái việc đó là cái việc không nên à, Nếu như nó quá gấp như thế nào mà cái bí tích giải tội tôi rửa tội tôi nghĩ cũng không quá dài Cho nên à, nên à, tiếp tục cử hành bí tích cho nó xong rồi chúng ta mới nghe điện thoại Thì tôi nghĩ rằng à, nó đúng hơn, nó hay hơn Cho nên vì vậy mà khi tôi dừng lễ hay là cử hành các bí tích thông thường tôi không mang theo điện thoại À, để tôi không bị chia trí không bị sao nhãng những cái điều đó à, có vội có gấp thì cũng chỉ thêm một vài phút à, cũng không có cái gì mà đáng lo ngại cả tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta cứ cho là đó là một cuộc gọi rất là cấp thiết đi thì bí tích vẫn thành à, bí tích thành là bởi vì để cho một bí tích thành đó nó không đặc biệt với bí tích rửa tội thì quan trọng là gì quan trọng nhất đó là cái việc cha à, đọc lời à, rửa tội đúng cái công thức và có đổ nước khi rửa tội, đó là đủ rồi. Cho nên vì vậy mà chị an tâm. Tôi nghĩ rằng trước mặt Thiên Chúa thì bí tích đã thành. Cái thứ hai, đó là khi mà chị ở với một người chồng mà không có phép hôn phối thì đó là tội. Tuy nhiên, khi chị thành tâm ăn năn sám hối rồi chị lãnh nhận bí tích rửa tội thì bí tích rửa tội đó đã tha tội cho chị rồi. Và Chúa nếu chúng ta thành tâm ăn năn sám hối thì tất nhiên các bí tích À, sẽ thêm sức cho chúng ta tha thứ cho chúng ta, à, rồi ơn của Chúa, chúa các cách của Chúa để chúa cứu chúng ta, nha. Rồi một câu hỏi nữa, đó là à, khi cha dâng lễ à, thì con muốn hiệp ý để cầu nguyện cho các linh hồn thì lời cầu nguyện của con có được Chúa nhận lời hay không? À, khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải tin rằng Chúa luôn luôn nghe lời của chúng ta cầu nguyện còn chúa đáp giá như thế nào đó là quyền của chúa chúng ta luôn luôn à, có quyền và chúng ta luôn luôn à, có cái, à, à, cái 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 nhu cầu cũng như là có cái quyền lợi để chúng ta cầu nguyện và nên cầu nguyện và khi chúng ta phải tin rằng khi chúng ta cầu nguyện thì chắc chắn chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta bởi chúa thâu suốt hết mọi sự mà ngay cả khi chúng ta cầu nguyện ở trong phòng kín thì chúa cũng nghe tuy nhiên Chúa nghe và Chúa đáp trả lại cái lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào thì đó là việc của Chúa và chúng ta phải tin tưởng phó thác vào sự khôn ngoan của Chúa và lòng thương xót của Thiên Chúa. À, Chúa đáp trả như thế nào? Chúa biết và Chúa đáp trả theo cái cách tốt nhất và cái cách đúng nhất cho chúng ta. Một câu hỏi kế tiếp à, cho con hỏi, con muốn giải đáp thắc mắc thì con gửi thư vào ở đây hay vào địa chỉ nào à, thưa quý vị có thể như tôi nói là quý vị có đề những câu hỏi và qua cái việc comment à, nhớ là đề cái câu hỏi được cái, cái cái dấu thang đó à, để cho các em khi mà lựa các câu hỏi thì các em dễ nhận ra đâu là các câu hỏi được quý vị có thể đặt các câu hỏi ngay trong cái phần mà gọi là comment à, như thế này à, rồi nếu quý vị nào muốn riêng tư hơn thì quý vị cũng có thể à, gửi thẳng email qua cái hộp thư của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chúa của chúng tôi à, đó là à, cái email với địa chỉ là à, tu đoàn nhà chúa à, nola rồi s hay là còn gọi là a gmail.com à, đó là cái địa chỉ email của kênh youtube của chúng tôi mà quý vị có thể gửi các câu hỏi về cũng được à, một cái câu hỏi tương tự à, mến chào anh chị em trong tình thương đức kitô xin cho em hỏi làm cách nào để có thể gửi câu hỏi cho cha đa minh du xe vậy ạ dạ. mong anh chị em hướng dẫn em xin tạ ơn à, cũng câu cùng câu trả lời à, quý vị đặt cái câu hỏi này bằng cách này thì quý vị cũng đặt các cái họ câu hỏi như thế này à, và các em trong cái ban biên tập của chúng tôi sẽ lựa các câu hỏi và trao lại cho tôi và à, có khi có điều kiện thuận lợi thì tôi sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị Dạ con chào cha con có câu hỏi là cha cho con biết thời gian uh, con của uh, con và đọc có thể đọc kinh tối kinh sáng với ạ à. vì nhiều lúc sức khỏe con không tốt khiến con ngủ quên mà khi con bất chợt dậy thì đã là 2 giờ sáng rồi Vậy con hỏi là lúc đó con đọc kinh tối thì có được tính là đọc kinh tối cho ngày hôm đó không ạ à? Con xin cảm ơn cha à, thưa quý vị À, đọc kinh cầu nguyện là một việc làm rất là tốt. À, và cái mục đích để cho chúng ta đọc kinh sáng, hay đọc kinh tối hay là đọc kinh giữa trưa để giúp cho chúng ta à, thánh hóa ngày sống của chúng ta nữa để chúng ta thường xuyên nhớ đến Chúa. Để mà khi chúng ta thường xuyên nhớ đến Chúa và xin Chúa thánh hóa ngày sống của chúng ta thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tránh tội tốt hơn và chúng ta sẽ làm những điều làm đẹp lòng Chúa hơn cho nên là cái việc đọc kinh sáng tối và ngay cả trưa chiều nữa là điều rất là tốt. Tuy nhiên À, vì công ăn việc làm hoặc là vì chúng ta ốm đau bệnh tật hoặc có những lúc chúng ta bận rộn quá để chúng ta ý quên mà chúng ta không đọc được đúng giờ thì chúng ta đọc vào giờ khác cũng được không sao cả chúa biết được lòng của chúng ta à, à, tôi nhớ rằng khá lâu rồi khi tôi còn là một à, linh mục trẻ tôi có xưng tội với một cha lớn tuổi tôi nói rằng thưa cha nhiều khi con bận rộn rồi con quên thế là con chưa có đọc kinh chưa vân vân thì ngài nói rằng cái kinh nghiệm của ngài rằng có những ngày ngài bận rộn quá rồi ngày chưa đọc được kinh chưa đúng giờ thế là ngài đọc một kinh chưa vào lúc 9 giờ tối ngài cũng vẫn đọc ngài không có bỏ thì tôi thấy vậy cũng rất là hay cho nên tôi cũng theo cái cái sự gọi là cái gương của ngài trong ngày thì tôi cố gắng đọc kinh các đúng giờ như vậy nhưng mà những ngày nào đó tôi quá bận rộn hay là đôi khi vì lý do tôi quên đi thì dù rằng à, có là 9 giờ 10 giờ hay là 12 giờ đêm chăng nữa, tôi vẫn cố gắng đọc xong những giờ kinh mà tôi đã à, vì lý do nào đó mà tôi chưa đọc trong ngày cho nên quý vị chúng ta nên đọc kinh đúng giờ à, để cho à, nhớ đến Chúa rồi xin Chúa thánh hóa ngày sống của chúng ta nhưng mà vì lý do chính đáng nào đó mà chúng ta phải đọc trái giờ đi thì Chúa biết không có tội lỗi gì cả nha quý vị. À, chúng ta có lòng thành tâm chúng ta cầu nguyện thì Chúa biết và Chúa nghe lời. À, cha ơi, à, xin Cha giải đáp cho con với ạ. À. Khi cầu nguyện hàng ngày, có nên chia ra là hôm cầu nguyện với Chúa Cha, hôm cầu nguyện với Chúa Giêsu, rồi hôm với Chúa Thánh Thần không? Cha ơi, con nhiều khi cầu nguyện thường chỉ nghĩ tới Chúa Giêsu, Cha ạ. À. Con sợ mình quên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần mất, Cha ạ. À. Khi con cầu nguyện với Chúa Giêsu, Ngài nhập lời con cầu xin. Như vậy Chúa Giêsu trực tiếp ban ơn cho con hay là Chúa có cầu bầu với Chúa Cha rồi Chúa Cha ban ơn cho con qua Chúa Giêsu không ạ? À? Con cảm ơn cha nhiều ạ. À. Xin cha giúp cho con hiểu cho đúng với. À, thưa quý vị, chúng ta có một Chúa mà có ba ngôi, ngôi Cha và ngôi Thánh Thần. Thế là vì có ba ngôi ngôi Cha và ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Đôi khi chúng ta lại vô tình nghĩ rằng chúng ta có ba Chúa có ba chúa cho nên là chúng ta sợ rằng chúng ta cầu nguyện với ngôi nhất thì chúng ta có khi quên ngôi hai hay là cầu nguyện với ngôi hai thì chúng ta quên ngôi ba thưa chỉ có một chúa mà thôi cho nên chúng ta cầu nguyện với thiên chúa cha hay là chúng ta cầu nguyện với chúa giêsu hay chúng ta cầu nguyện với chúa thánh thần thì đều là cầu nguyện với chúa cả và chỉ có một chúa mà thôi tuy nhiên có ba ngôi vị thế là để cho chúng ta ý thức được rằng có ba ngôi vị vì vậy mà trong các giờ kinh nguyện chính của giáo hội cũng nói mọi lời cầu nguyện xin đều dâng lên Thiên Chúa Cha qua Chúa Giêsu và qua quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần để nhớ đến ba ngôi vị của một Thiên Chúa. À, vì vậy mà đôi khi chúng ta lại quên đi sơ ý chúng ta lại cho gần như là cho là ba Chúa rồi sợ rằng gần như là ba Chúa ba ngôi tranh giành với nhau ai được cầu nguyện nhiều hơn ai hay là ai bị quên lãng hơn ai vân vân à, chúng ta đừng nghĩ Thiên Chúa như vậy bởi vì Đôi khi Chúa dùng cái cách của con người để mặc khải về Ngài cho chúng ta bởi vì nếu Chúa mặc khải cho chúng ta bằng cách của Thiên Chúa thì trí óc của con người chúng ta không thể nào hiểu được. Cho nên Chúa dùng cái cách của con người để mà mặc khải Ngài cho chúng ta. Rồi đôi khi chúng ta lại vô tình nghĩ rằng Thiên Chúa cũng nghĩ như chúng ta và đôi khi Thiên Chúa cũng giống như chúng ta. À, cho nên rằng chúng ta nghĩ sai lạc đi. Vì vậy, thưa quý vị, Quý vị cầu nguyện với Chúa Cha hay cầu nguyện với Chúa Giêsu hay cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì quý vị đều cầu nguyện với một Chúa. Tuy nhiên, để cho chúng ta ý thức được cái vai trò của những ngôi vị trong một Thiên Chúa đó thì chúng ta có những lời kinh, những lời nguyện riêng để dâng lên Thiên Chúa Cha, dâng lên Chúa Giêsu và dâng lên Chúa Thánh Thần thì cái điều đó là tốt đẹp và đôi khi tôi cũng cố gắng nhắc nhở mình cái điều đó, ý thức cái điều đó. À, ví dụ như trước khi chúng ta làm một việc gì chúng ta hay hát kinh chúa thánh thần hay cầu xin chúa thánh thần bởi vì eh, ngài như chúa xu đã nói ngài đã đứng phù trợ ngài đến để soi sáng hướng dẫn cho chúng ta chúng ta xin ơn chúa thánh thần à, rồi có những lúc thì chúng ta lại đến với chúa cha bởi vì ngài là đứng tạo dựng trời đất muôn vật ngài là đứng yêu thương chúng ta đủ để ban chính con một Ngài cho chúng ta thế là trong lúc chúng ta suy niệm chúng ta cầu nguyện và như quý vị muốn À, có những ngày thì không phải là cầu nguyện cho với Chúa Cha thì quên Chúa Giêsu hay cầu nguyện Chúa Giêsu thì quên Chúa Thánh Thần không phải vậy nhưng mà để giúp cho chúng ta ý thức rằng có một Chúa nhưng mà có ba ngôi có thể là có những giờ kinh nguyện hay là có những ngày mà chúng ta đặc biệt hướng về Chúa Cha Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần cũng là điều tốt không sao cả à, nhưng mà đừng bao giờ à, có ý nghĩ rằng là như là ba Chúa khác nhau rồi ba Chúa gần như là à, cạnh tranh với nhau thì cái điều đó không đúng chúng ta phải cẩn thận nha. Yeah thưa cha con hỏi nếu hai vợ chồng ly hôn vì hôn phối không có tình yêu nay người làm đơn ly hôn có được rước lẽ không à, thưa quý vị đây là cái điều mà nhiều người cũng trăn trở đó là ly uh, hôn phối không có tình yêu thế là vậy thì không có tình yêu từ lúc đầu hay là bây giờ mới không có tình yêu nếu như ngay lúc đầu không có tình yêu mà đến với nhau hoàn toàn chỉ vì ép buộc hay vì một lý do uh, gọi là uh, trần tục nào đó thì gần như là bí tích đó không thành. Bởi vì hôn phối là phải đến với nhau bằng tình yêu và sự chân thật. Còn nếu như hôn phối đến với nhau không vì tình yêu mà chỉ vì lợi lộc hay một cái lý do gì đó uh, nó nó sai thì bí tích đó không thành rồi. Còn nếu chúng ta thực sự yêu thương nhau hoàn toàn tự do đến với nhau mà bây giờ lại nói rằng không còn yêu thương nhau nữa thì chúng ta phải xem lại. Chúng ta phải xem lại xem. Là bởi vì nếu chúng ta chỉ dựa tình yêu của chúng ta bằng à, cảm xúc thôi. Mà cảm xúc thì lúc nó lên lúc nó xuống, lúc nó cao lúc nó thấp. Cho nên tình yêu không thể dựa hoàn toàn vào cảm xúc được mà đôi khi nó phải có lý trí. Và vợ chồng ở với nhau, đôi khi tình yêu nó có giảm sút đi thì cái nghĩa vợ chồng nó phải còn ở đó và ngoài đó nó còn có trách nhiệm với nhau và có trách nhiệm với con cái và có trách nhiệm với xã hội nữa vì vậy cho nên chúng ta đừng có đơn đơn thuần nghĩ rằng à hôn nhân không có tình yêu nữa cho nên thôi đường ai người đi đó là một cái suy nghĩ mà nó không có đúng đắn với cái hôn nhân của giáo hội công giáo mà chính thánh Phaolô thánh thánh Doan tông đồ trong uh, sách Khải huyền uh, cũng có nói mà nói chung nói là cho tu sĩ và cho tất cả mọi người giáo dân hãy thường xuyên nhắc nhở mình về cái mối tình đầu cái mối tình đầu mà chúa dành cho chúng ta hay cái mối tình đầu mà chúng ta dành cho nhau và đặc biệt là khi cưới nhau rồi cũng phải có những cái nghệ thuật trong đời sống hôn nhân phải cần có những cái, cái cách để rồi chúng ta nuôi dưỡng rồi chúng ta bảo vệ cái tình yêu trong hôn nhân đó. Bởi vì nếu chúng ta không nuôi dưỡng cái tình yêu đó, chúng ta không bảo vệ cái tình yêu đó thì chúng ta cũng có thể mất cái tình yêu đó. Ừ, cho nên vì vậy mà tôi thấy trong xã hội ngày hôm nay à, rất nhiều gia đình cần phải học cái kỹ năng đó, cần phải ý thức hơn làm sao để bảo vệ cái hôn nhân của mình và nuôi dưỡng phát triển cái hôn nhân của của mình. À, ta ơn Chúa là trong những năm gần đây tôi thấy rằng có những phong trào, những chương trình có thể giúp được cho các đôi tân hôn và tôi khích lệ quý vị hãy tham dự hãy tham gia vào những chương trình đó đừng chờ đến khi mà vợ chồng mình phải lục đục rồi thì mới tham dự những chương trình đó nhiều khi quý vị được mời tham dự những chương trình ví dụ như là chương trình canh tân đời sống hôn nhân gia đình hay là những chương trình thăng tiến hôn nhân đời sống gia đình thì quý vị nói, ô vợ chồng tôi gia đình tôi có vấn đề gì đâu mà phải tham dự những cái đó thưa tham dự những chương trình đó những cái khóa học đó không phải là có vấn đề có lục đục rồi chúng ta mới học mà thưa quý vị nếu mà có vấn đề có lục đục rồi có khi là nó hơi trễ rồi cho nên dù rằng hôn nhân của chúng ta không có vấn đề gì chúng ta cũng cố gắng đi tham dự những cái buổi tĩnh tâm những cái khóa học đó những khóa về canh tân đời sống hôn gia đình những khóa về thăng tiến đời sống hôn gia đình để rồi chúng ta học những kỹ năng để biết cách làm vợ làm chồng làm cha làm mẹ để chúng ta biết bảo vệ để chúng ta biết nuôi dưỡng cái tình yêu vợ chồng nuôi dưỡng bảo vệ hạnh phúc gia đình của chúng ta tôi thấy rất là quan trọng bởi vì nói thật với quý vị rằng xã hội chúng ta ngày nay họ không có khích lệ họ không có ủng hộ cho đời sống hôn nhân gia đình ngay cả trong đời sống kinh tế ví dụ tôi đã từng nói trước đây ví dụ ở việt nam của chúng ta ngày trước thì chồng đi làm vợ ở nhà nội trợ có nghĩa là gì là con cái được dành nhiều giờ với cha mẹ hơn hay có cha mẹ mình chăm sóc hơn ngày hôm nay để cho kinh tế có thể ổn định tốt được thì có khi cả vợ cả chồng phải đi làm tức là không có đủ dành giờ cho con cái và vợ chồng cũng không có đủ giờ cho nhau mà lại gặp mới biết bao nhiêu những cám dỗ khác nữa cho nên đời sống gia đình ngày hôm nay gặp nhiều khó khăn hơn vợ chồng cũng không có giờ cho nhau như ngày xưa và cha mẹ cũng không có giờ như con cái như ngày xưa nữa bởi vì tất cả đều dồn vào để mà làm kinh tế vì vậy mà chúng ta rất cần có những cái khóa học cho các đôi hôn nhân cho các cặp vợ chồng và đôi khi bố với con trai mẹ với con gái nữa và chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều chúng ta phải biết bảo vệ bởi vì tôi cũng đã từng nói trước đây để phá vỡ một hôn nhân gia đình rất là dễ để cho một gia đình để một cuộc hôn nhân tan vỡ dễ lắm quý vị ạ nhưng mà để giữ được để bảo vệ được một gia đình một cuộc hôn nhân rất là khó cần ơn của Chúa cần sự cộng tác của biết bao nhiêu người và cần lời cầu nguyện và ủng hộ nâng đỡ của ông bà cha mẹ anh chị em bạn hữu hàng xóm nữa cho nên quý quý vị nói rằng hôn phối không có tình yêu à, thì cái điều đó quý vị phải rất là cẩn thận và quý vị phải làm sao suy nghĩ cho chính chắn Đừng đơn thuần nghĩ rằng tình yêu chỉ là giữa cảm xúc giữa người vợ và người chồng Mà trong hôn nhân chúng ta còn phải có trách nhiệm nữa chứ không phải chỉ có tình yêu không Mà còn phải có trách nhiệm Trách nhiệm đối với Thiên Chúa Trách nhiệm đối với con cái Trách nhiệm đối với những người xung quanh Đối với xã hội của chúng ta nữa Đối với giáo hội nữa Nhưng mà trở lại với câu hỏi Vì hôn phối không có tình yêu Nay người làm đơn ly hôn có được rước lẽ không? Như tôi đã nói quý vị có thể gọi là dùng cái từ là ly dị ở ngoài đời, còn trong giáo hội công giáo khi một bí tích đã thành rồi thì không bao giờ có cái chuyện ly dị cả. Nếu quý vị vì lý do gì đó không ở được với nhau nữa thì chỉ gọi là ly thân chứ không gọi là ly dị. Mà nếu như quý vị vì lý do gì đó chính đáng không ở được với nhau nữa thì nó cũng là cái tội rồi, à, mà trong một trong cái tội đó là tội làm gương mù nữa. Tuy nhiên nếu quý vị không đi không tái hôn À, thì quý vị vẫn có thể xưng tội rước lễ. Tôi xin lặp lại, nếu quý vị không ở với nhau nữa, quý vị à, coi như là ly thân, ai ở nhà đó, nhưng mà quý vị không có tái hồn, thì quý vị vẫn được xưng tội và rước lễ và hy vọng qua việc xưng tội rước lễ đó, với ơn của Chúa nâng đỡ để từ từ hàn gắn tại những cái vết thương lòng của quý vị. rồi với ơn của Chúa với sự cố gắng của quý vị nữa. Có thể biết đâu được ngày đó vợ chồng lại làm hòa với nhau, lại trở về với nhau thì đó là cái điều mà Thiên Chúa cũng như giáo hội ao ước. Có những điều con người không làm được nhưng mà không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Cho nên chúng ta phải cậy dựa vào Chúa, chúng ta phải đến với Chúa. Và trong các cái lần tôi giảng các cái ngày lễ đám cưới đó tôi vẫn phải nói rằng các cặp vợ chồng nếu muốn yêu nhau như thế nào đó thì hãy nhìn lên thập giá. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu là tình yêu và Chúa Giêsu là thầy dạy của tình yêu. Cho nên nếu vợ chồng muốn yêu thương nhau nào, hãy nhìn lên Thiên Chúa. Yêu cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Yêu là tha thứ, yêu là bao dung, yêu là mở lòng mình ra, yêu là không giận hờn, không ganh ghét. Cho nên hãy đến với Chúa Giêsu để Ngài dạy cho chúng ta biết yêu như thế nào cho nó đúng. Một câu hỏi kế tiếp. Thưa cha cho con hỏi, nếu hai à, à, con có chị bạn là người có đạo lấy chồng bên đạo Phật đăng ký kết hôn ngoài xã hội không làm lễ cưới bên đạo Công giáo chị bỏ lễ từ hồi cưới luôn ạ à. Được 10 năm thì người chồng này bị tai nạn chết bên bố mẹ anh chồng này làm đám tang cho theo phong tục bên Phật chị bạn con về bái lại chồng theo thủ tục của họ luôn, chị bạn con sai từ đầu phải không cha? Dạ cho con hỏi thêm, nếu như đạo ai người đó giữ có làm phép chuẩn thì người có đạo có được bái lại theo phong tục bên Phật không cha? Dạ con cảm ơn cha. Thứ nhất là một người công giáo được kết hôn với một người không công giáo không? Thưa được, nhưng mà với điều kiện là phải có phép chuẩn. Thế là phải trình với cha xứ để cha xứ giúp cho uh, chúng ta làm những cái giấy tờ hồ sơ để xin phép được phép chuẩn để chúng ta có thể kết hôn với một người khác đạo. Tuy nhiên, yêu đương là một chuyện, còn trở thành vợ thành chồng trở thành một gia đình với nhau lại là một chuyện khác. Đặc biệt khi trở thành vợ chồng trong một gia đình mà khác đạo thì đây là một cái thử thách rất là lớn. Khi chúng ta yêu nhau đó thì nó dễ dàng lắm. Chúng ta nhà ai người ấy ở nó không sao cả. Nhưng mà khi chúng ta trở thành vợ thành chồng ở cùng một nhà với nhau rồi Rồi lại có con cái nữa Thế là một người có đạo công giáo và một người không phải người công giáo Thì đôi khi sẽ có những giá trị khác nhau trong cuộc sống Và những cái giá trị khác nhau trong cuộc sống đó đôi khi nó trở thành những cái xung đột trong gia đình Ví dụ về những việc giáo dục con cái về những việc, những cái sinh hoạt trong gia đình Cái nào quan trọng hơn Cái nào cần thiết và không cần thiết Thì những cái đó nó có thể dẫn đến những xung đột cho nên giáo hội có cho phép được kết hôn với một người khác tôn giáo tuy nhiên quý vị phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quý vị đưa đến quyết định đó rồi quý vị cũng phải rất là ý thức và trưởng thành đặc biệt là tôi khích lệ rằng ngay cả những người kết hôn với người công giáo mà không muốn trở thành người công giáo thì cũng nên học Uh, giáo lý người Công giáo để biết rằng vợ hay chồng của mình tin cái gì và những cái gì vợ hoặc là chồng của mình uh, phải có trách nhiệm để rồi chúng ta hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau và giúp cho nhau sống đạo là một trong những điều kiện cho những người kết hôn với những người khác đạo đó là cái người vợ hay người chồng mà không có đạo không phải là người Công giáo đó uh, phải ủng hộ và tạo điều kiện cho cái người Công giáo được sống đạo. Thế là chúng ta phải biết rằng vậy thì người Công giáo sống đạo là như thế nào. Đó, cho nên cần phải học hỏi biết và cần phải suy nghĩ có sự trao đổi cho kỹ lưỡng để rồi chúng ta đừng có à, yêu đương rồi mù quáng rồi chúng ta yêu nhau thì chúng ta cứ ký giấy đại chúng ta cứ hứa đại đi rồi sau đó về nhà rồi biết bao nhiêu những cái chuyện nó xảy ra cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận bởi vì hôn nhân là cả chuyện cả đời nó không ảnh hưởng đến hai người không Mà ảnh hưởng tới gia đình ảnh hưởng tới xã hội nữa cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng trong những vấn đề này thế là cái người chị bạn này À, là người công giáo mà lại lấy với cưới một người không công giáo mà lại không có phép chuẩn thì như vậy mà cũng không vào nhà thờ thì cái này là hoàn toàn sai rồi hoàn toàn là sai rồi à, Rồi bây giờ cái người chồng này qua đời à, rồi cái người vợ này đến để bái bái lại chồng theo nghi thức của Phật giáo thì tôi không hiểu rõ rằng à, chị nói là cái nghi thức bái lại theo Phật giáo này là nó như thế nào À, thế là tôi phải biết rõ cụ thể thì tôi mới có thể nói rằng đúng hay sai nhưng mà chung chung trở như thế này khi chúng ta đến à, dự một cái tang lễ của một người Phật giáo ví dụ vậy thì chúng ta cũng có quyền à, Bái nhang à, Bái nhang có thể là hai cái theo cái phong tục bởi vì chúng ta thấy giáo hội công giáo chúng ta cũng sông hương hả, cho cái cái thân xác của người đã quá cố bởi vì thân xác con người được tạo dựng nên giống hành của Thiên Chúa, thế là cũng phải tôn trọng cái thân xác đó cho nên giáo hội dù cái thân xác đó nó sẽ thối rửa đi mà giáo hội vẫn sông hương thì cái việc mà bái hương cho một cái thân thể là chúng ta tỏ lòng tôn kính cái cái cái, cái thi hài đó. đó thì chúng ta làm cái việc đó được rồi nếu như bên cạnh mà có bàn thờ của đức phật thì chúng ta tỏ lòng tôn kính thì chúng ta cũng có thể cúi đầu rồi chúng ta đi qua để tỏ lòng tôn kính với một cái vị lãnh đạo của một tôn giáo chúng ta không tin nhưng mà chúng ta cũng tỏ lòng tôn kính ví dụ có những người họ không phải là người công giáo nhưng mà họ vào nhà thờ tham dự thánh lễ thì họ cũng cúi đầu rồi đôi khi họ thấy chúng ta quỳ họ cũng quỳ họ thấy chúng ta đứng họ cũng đứng họ thấy chúng ta ngồi thì họ cũng ngồi có nghĩa là họ cũng tôn trọng thiên chúa của chúng ta dù rằng họ không biết hoặc là họ không tin thì khi chúng ta đến với các tôn giáo bạn cũng vậy chúng ta không tin nhưng mà chúng ta cũng tỏ lòng tôn kính bằng cách chúng ta có thể nhẹ nhàng chúng ta cúi đầu À, để tỏ lòng tôn kính à, cái 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 tôn giáo của bà người bạn đó mà chúng ta dù rằng chúng ta không tin cho nên vì vậy mà nói tới bái lại theo bên phật đó, thì tôi không biết là bái lại như thế nào nhưng mà nếu chúng ta đến để mà gọi là à, bái hương thì chúng ta được phép à, và chúng ta đi à, ngang qua bàn thờ, thờ của đức phật thì chúng ta cũng có thể cúi đầu chào cái chuyện đó không có cái gì sai trái cả tuy nhiên à, chúng ta phải cẩn thận để rồi à, chúng ta không có làm cái gì sai để gọi là làm cho người ta hiểu lầm hoặc là làm cho người ta trở thành một cái gương mù nào đó thì chúng ta phải cẩn thận à, thế là có được phép không thế được phép và được phép như thế nào à, thế là tùy như cái trường hợp mà, mà tôi nói đó còn à, cái riêng trường hợp của chị nó là à, bái lại theo phong tục bên phật thì tôi không biết rằng à, cái phong tục đó nó bao gồm những cái gì à, bởi vì tôi cũng chưa bao giờ làm cái điều đó và tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến cho tôi không biết thì nếu quý vị à, cho tôi biết rõ hơn thì tôi sẽ trả lời một cách nó cụ thể hơn còn chung chung thì tôi nói chúng ta nếu đến tham dự một cái đám tang nào đó của một người Phật giáo hay một người không phải là tôn giáo thì chúng ta cũng có thể bái hương để tỏ lòng tôn kính cái cái thi hài đó cái điều đó không có gì sai trái Chúa dạy chúng ta phải tôn tôn trọng như vậy rồi nếu có bàn thờ của Đức Phật đấy kia chúng ta không tin nhưng mà chúng ta cũng tỏ lòng tôn trọng của một vị lãnh đạo của một tôn giáo thì cái điều đó cũng không sai bởi vì người tôn giáo của chúng ta cũng là những con người lịch sự À, những con người biết tôn ti trật tự biết lễ phép thì cái điều đó không sai. À. Rồi à, cha ơi con muốn cầu nguyện con phải xin làm sao? À, thưa quý vị đây một lần nữa thì tôi thấy rằng à, là người Công giáo chúng ta vẫn còn bị luẩn quẩn trong cái vòng gọi là cầu nguyện có nghĩa là cứ xin xỏ Khi chúng ta nói tới cầu nguyện là chúng ta xin xin ế hết hết ơn này xin đến ơn kia. À, có những lần có những câu chuyện vui kể rằng đấy có một người khi mà à, chuẩn bị à, ngày xời xa xưa chuẩn bị vượt biên từ việt nam sang mỹ thì câu xin chúa lại chúa xin chúa thương cho gia đình con được vượt biên à, thành công sang tới mỹ với gia đình chúng con nghèo khổ vất vả quá được gặp những khó khăn hoạn nạn xin chúa thương cứu gia đình chúng con theo rồi đi vượt biên À, thoát được ra khỏi việt nam rồi à, trên biển mênh mông à, thì thấy đêm tối đồ đôi khi là có khi tàu thuyền hết dầu sóng gió này kia vân vân này lại chúa xin chúa cứu gia đình con với để cho gia đình con được đến bến bờ tự do bình an vân vân hay chúa cho đến rồi lại lại chúa xin chúa cho gia đình con được có công ăn việc làm để chúng con có thể mua nhà mua xe vân vân thế là lại có công ăn việc làm mua nhà mua xe lại tiếp tục lại chúa xin chúa cho gia đình con có uh, thêm uh, công ăn việc làm được nhiều tiền hơn nữa con mua xe đẹp hơn mua xe mới hơn mua nhà to hơn thế là cứ tối ngày lúc nào cầu nguyện cũng chỉ biết xin và xin mà chẳng bao giờ biết tạ ơn cả thế con người nói rằng ấy chúa giêsu đóng đinh trên thập giá chứ không bị đóng đinh thì chắc là chúa phải lấy chân chúa đá cho bể mũi ra rồi à, cái câu chuyện hài hước đó cũng nói chúng ta biết rằng đôi khi chúng ta nghĩ tới cầu nguyện có nghĩa là chỉ có xin ơn thôi thưa không phải vậy thương bà anh chị em có nhiều cái định nghĩa về cầu nguyện thế là một trong những định nghĩa về cầu nguyện là gì là trò chuyện với chúa là đối thoại với chúa thế khi chúng ta trò chuyện đối thoại với một người nào đó không phải lúc nào chúng ta cũng xin người đó thăng nào nếu giờ chúng ta nói chuyện một người nào đó ngay cả dù là bố là mẹ của chúng ta mà bao giờ chúng ta mở miệng ra nói chuyện mà chúng ta cũng xin cái này xin cái kia thôi thì người ta cũng chán chết đó. người ta chỉ thấy rằng cái người này đến là chỉ xin lợi dụng người ta thôi thế là cầu nguyện là trò chuyện với thiên chúa, thế là là nói với chúa những điều mà thương bà anh chị em cầu nguyện là một cuộc đối thoại, thế chúng ta mà đã đối thoại thì người nói phải có người nghe, chứ giờ chúng ta cứ nói liên tục thì có nghĩa là gì? có nghĩa là độc thoại chứ không phải là đối thoại thế chúng ta chỉ nói thôi, thế chứ chúng ta không nghe chúa nói, thế là chính cầu nguyện là chúng ta nói những tâm tư của chúng ta, nói chúa những tâm tư của chúng ta, rồi chúa là đứng thấu suốt mọi sự, chúa biết rằng chúng ta cần cái gì chúng ta muốn cái gì thì chúa sẽ ban. Chúng ta không phải cứ lúc nào cũng xin. Rồi khi chúng ta nói với Chúa rồi thì chúng ta cũng phải dành cái giây phút thanh lặng để lắng nghe Chúa nói nữa. Lắng nghe Chúa nói trong tâm hồn của chúng ta. Hay là đôi khi chúng ta phải mở Thánh Kinh ra để đọc lời của Chúa. Đọc lời của Chúa nghĩa là Chúa đang nói với chúng ta. Rồi đọc lời của Chúa rồi chúng ta thanh lặng để xem rằng qua đoạn lời Chúa này Chúa muốn nói với chúng ta cái gì. Chúa muốn dạy chúng ta cái gì. Dù rằng lời của Chúa có thể được viết nhiều ngàn năm về trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta đọc cái lời này qua quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa muốn nói với chúng ta cái gì? Chúa là cha yêu thương, Chúa vẫn đối thoại với chúng ta, Chúa vẫn trò chuyện với chúng ta. Chúng ta có nghe tiếng của Chúa hay không thôi mà đôi khi chúng ta chỉ biết quan tâm đến những cái nhu cầu của mình để rồi chúng ta cứ cầu xin hết này đến ơn kia mà chúng ta lại không để ý rằng lắng nghe Chúa nói nữa. Chúa nói qua thánh kinh, qua lời của Chúa. Chúa nói qua những biến cố trong cuộc sống. Chúa nói qua những cái ý tưởng thinh lặng trong tâm hồn của chúng ta. Chúa đánh động tâm hồn của chúng ta. Tức là chúng ta ngoài việc nói rồi chúng ta phải biết lắng nghe, lắng động để mà nghe Chúa nói với chúng ta nữa. Rồi cái một cái định nghĩa này mà tôi rất thích là gì? Là cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu. Thế người ta yêu nhau thì người ta thường xuyên thích trò chuyện với nhau. Khi người ta yêu nhau thì người ta thích dành thời giờ cho nhau tức là chúng ta đến cầu nguyện là gì? Là đôi khi chúng ta không phải lúc nào cũng nói Mà đôi khi chúng ta chỉ sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa thôi Và có một vị thánh Tôi không nhớ vị thánh nào nữa Nói rằng Thánh Kinh nói rằng hãy cầu nguyện một cách liên lý Mà một trong những cách cầu nguyện liên lý là gì? Là luôn ý thức mình sống trong sự hiện diện của Chúa Là cách cầu nguyện một cách liên lý rồi Thế là cho nên chúng ta Phải làm cái việc làm người đăng nhiêu Dành giờ cho Chúa Nhớ đến Chúa chứ không phải là cầu nguyện là cứ xin rồi bây giờ để một cái cách một cái cái phương có thể dùng tạm dùng cái từ gọi là cái phương pháp cầu nguyện à, rất là cổ điển trong đời sống của giáo hội thế là chia thành bốn bước cái bước đầu tiên đó là gì là chúng ta thờ lại chúa chúng ta thờ lại chúa bởi vì chúa là thiên chúa chúa đáng cho chúng ta thờ lại bởi vì thiên chúa là đứng quyền năng là đứng hay thương xót là đứng từ bi nhân hậu cho nên chúng ta thờ lại chúa chúng ta chúc tụng chúa đó là cái bước thứ nhất cái bước thứ hai đó, đó là chúng ta xin lỗi chúa xin lỗi chúa bởi vì biết bao nhiêu ơn lành chúa ban cho chúng ta nhưng mà chúng ta vẫn còn những thiếu sót đôi khi chúng ta quên để rồi không đến để trò chuyện với chúa không đến thăm viếng chúa hay là chúng ta không đến để rước chúa vào lòng của chúng ta hay đôi khi chúng ta không sống lời của chúa chúng ta chưa sống khiêm nhường bác ái tha thứ cho anh em mình tức là bước đầu tiên là thờ lại chúc tụng Chúa bước thứ hai là chúng ta xin lỗi Chúa về những lỗi lầm những thiếu sót của chúng ta thiếu sót đối với Chúa thiếu sót với tha nhân và đôi khi thiếu sót với chính bản thân của mình nữa rồi cái bước thứ ba đó là chúng ta tạ ơn Chúa tạ ơn Chúa về muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta tạ ơn Chúa về Chúa đã ban cho chúng ta qua một đêm bình an rồi Chúa lại ban cho chúng ta một ngày mới rồi chúng ta tạ ơn Chúa về chúng ta còn ý thức được có giờ còn biết để mà cầu nguyện chúc tụng Chúa, bởi vì nếu không có ơn Chúa, chúng ta cũng không biết nhớ đến Chúa, chúng ta cũng không biết cầu nguyện chúc tụng Chúa đâu. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa để cho chúng ta được đến tham dự thánh lễ, được lắng nghe lời của Chúa, được rước mình máu thánh của Chúa, vân vân thế là có nhiều điều để chúng ta cảm ơn Chúa lắm. Cảm ơn Chúa vì vợ, vì chồng, vì con cái, vì ông bà, cha mẹ, bạn hữu vân vân. Thế có nhiều điều để tạ ơn Chúa đâu. Cái lời cái cái bước thứ, thứ ba và cái bước thứ bốn là cái bước xin ơn. Để chúng ta dâng lên chúa những nhu cầu của chúng ta vượt lại chúa à, ngày hôm nay à, con cần phải đi làm giấy tờ gì đó xin chúa ban thánh thần chúa soi sáng cho con để con luôn biết làm theo thánh nghị của chúa lại Chúa bạn của con hôm nay sẽ có một phải đi uh, bệnh viện rồi sẽ phải mổ xin Chúa uh, dưa soi sáng cho các bác sĩ để các bác sĩ bị chữa lành được cho bạn của con hay bạn của con được gặp thầy gặp thuốc thế là cái cái bước thứ bốn đó là chúng ta xin những cái nhu cầu của chúng ta và nói đôi khi chỉ cần nói những nhu cầu của chúng ta cho Chúa thôi rồi Chúa là cha nhân từ Chúa biết rằng Chúa cần phải làm cái gì À, thế là đó là cái cách cầu nguyện cách căn bản tôi xin lặp lại thứ nhất là chúng ta thờ lại chúc tụng Chúa thứ hai là chúng ta xin lỗi Chúa thứ ba là chúng ta tạ ơn Chúa và thứ bốn là chúng ta xin ơn. Yeah. À, một câu hỏi kế tiếp à, con kính chào cha thưa cha gần đây con có xem được một số video của cha giảng con thấy cha giảng rất hay đặc biệt cha còn đưa đạo vào đời nên con thấy rất ý nghĩa vì vậy con muốn chia sẻ những bài giảng của cha đến với nhiều người để giáo dân chúng con được hiểu hơn về lời chúa và biết cách sống đạo nay con xin phép cha cho con được dùng các video của cha được không ạ à? rất mong nhận được sự cho phép của cha con chỉ mong làm một chút gì đó để chúa vui và cũng để đền bù cho những tội lỗi con đã gây ra đã xúc phạm đến chúa chứ không có vì bất kỳ mục đích cá nhân nào khác con rất mong chờ sự phản hồi từ cha. Xin Chúa ban bình an, sức khỏe, sự minh mẫn và ơn bền đỗ xuống cho cha để cha tiếp tục sứ vụ của mình. Con cảm ơn cha. À, trước hết là tôi cảm ơn quý vị này à, đã chân thành à, hỏi ý kiến của tôi cũng như xin phép của tôi à, để mà đăng những cái cái bài giảng của tôi. À, tôi cảm ơn à, bởi vì... À, À, rất nhiều những người bạn bè những người quen biết tôi vẫn thường à, tiếp tục nói với tôi rằng à, họ nghe những bài giảng của tôi trên rất nhiều kênh youtube khác nhau à, có nghĩa là à, rất nhiều người à, lấy các bài giảng của chúng tôi à, một cách tự do mà không xin phép gì cả à, và như tôi có nói trước đây là đôi khi còn thay đổi những tựa đề hoặc đôi khi còn gian dối à, có những bài giảng tôi giảng nhiều năm trước rồi mà lại nói rằng đây là bài giảng mới nhất của cha nguyễn thiết thắng để mà à, thu hút người khác à, mà như vậy thì làm cái sự à, lừa dối chúng ta làm những việc đó là chúng ta truyền à, giáo để mang lời Chúa người khác thì chúng ta phải thành thật chúng ta phải chân thành chứ không có nên à, thay đổi tựa đề hay là à, nói dối bài cũ mà nói bài mới để câu view à, hoặc là cách này cách khác thay đổi thì cái điều đó là không nên à, chúng ta làm như vậy thì chúng ta rất là phản tác dụng à, khi mà chúng ta truyền giáo mà chúng ta lại à, không có những cái tâm ý đúng như vậy. À, còn quý vị muốn à, đăng bài giảng của chúng tôi thì rất là đơn giản à, quý vị có thể gửi cái đường link bài giảng trên kênh youtube của chúng tôi trên facebook của quý vị à, hay là trên email của quý vị à, cái điều đó quý vị có thể làm à, và có thể giúp cho cái công cuộc truyền giáo được tốt đẹp hơn à, chúng ta là những người công giáo chúng ta sống đạo và chúng ta cần phải truyền đạo và chúng ta sống đạo và truyền đạo như thế nào để rồi à, chúng ta làm cho nhiều người biết chúa hơn Um. con tạ ơn chúa và con cám ơn cha đã dành thời gian quý báu để giải đáp các câu hỏi qua chương trình lời yêu thương của tu đoàn giáo sĩ nhà chúa thưa cha con có câu hỏi là khi đi du lịch on cruise hoặc những nơi resort biệt lập thì không có nhà thờ dự thánh lễ chúa nhật online uh, livestream có được không cha con kính chúc cha luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân chúa À, tôi cũng đã trả lời những câu hỏi này nhiều lần rồi, à, nhưng mà vì hôm nay quý vị hỏi thì tôi lại cố gắng trả lời thêm một lần nữa thưa thánh lễ và các bí tích đòi hỏi sự hiện diện thể lý chứ chúng ta không thể cử hành một bí tích tham dự một bí tích hay một thánh lễ uh, trên online hay là live stream được à, ví dụ quý vị xưng tội thì quý vị phải đến nhà thờ hay và đến tòa giải tội chứ không thể uh, xưng tội ở trên điện thoại được thế là thánh lễ cũng vậy chúng ta phải đến nhà thờ thế là trong những trường hợp quý vị đi du lịch à, thứ nhất nếu ưu tiên được thì quý vị phải cố gắng làm sao đi những chuyến nào có những chuyến cruise những chuyến du lịch có các linh mục để dưng lẽ chúng ta nên lựa những cái chuyến du lịch đó để chúng ta tham gia cái thứ hai là chúng ta cố gắng lựa để rồi làm sao chúng ta không bị mất ngày chủ nhật hay những ngày lễ trọng chúng ta lựa ngày để chúng ta đi và cái thứ ba nếu vì lý do cấp thiết không thể tránh ngày chủ nhật được hay không có thể ngày khác được thì chúng ta cũng nên vào trình với cha xứ là thưa cha những ngày tới không có đi du lịch và cái tình trạng như vậy đó để ngài có những cái hướng dẫn giúp cho chúng ta để rồi chúng ta làm như thế nào cho đúng chứ còn nếu mà chúng ta chỉ tham dự thánh lễ online livestream thôi đó thì nó không chu toàn bổn phận giữ ngày chủ nhật của chúng ta mà tham dự thánh lễ online hay livestream chẳng qua là gì là để cho chúng ta cách nào đó chúng ta cũng được hiệp thông với giáo hội phần nào hoặc là nghe các bài giảng nhưng mà nó có thể thay thế được thánh lễ ngày chủ nhật ở nhà thờ không thì thưa không. À, tôi xin tạm uh, dừng cái bài chia sẻ của tôi hôm nay ở đây à, và tôi sẽ hẹn gặp quý vị vào một uh, bài chia sẻ uh, của tuần tới. Uh, kính chúc quý cụ, củ quý ông, bà, anh, chị, em uh, được uh, an mạnh rồi được nhiều ơn Chúa và đặc biệt là luôn vững vàng trong đời sống đức tin, luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua những việc bác ái, qua những việc tha thứ và những việc của lòng thương xót, xin Chúa chúc lành và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau.